Các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể nhằm hoàn thiện dự thảo luật hướng đến xây dựng tổ chức công đoàn đủ mạnh, xứng tầm với yêu cầu xây dựng phát triển đất nước. Đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động vừa tạo được việc làm cho thu nhập cao, góp phần giảm nghèo bền vững và cơ hội làm giàu cho nhiều lao động, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Hồ Văn Sơn, xã Lộc Bồn, huyện Phú Lộc đã cùng với gia đình vươn lên xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả. Kính chào quý vị khán giả của Huế Ngày Mới. Vừa rồi là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình Huế Ngày Mới sáng nay, thứ Sáu ngày 25 tháng 10. Bây giờ là thông tin chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật công đoàn sửa đổi. Các đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể nhằm hoàn thiện dự thảo luật hướng đến xây dựng tổ chức công đoàn đủ mạnh, xứng tầm với yêu cầu xây dựng phát triển đất nước. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Sửu tham gia góp ý dự thảo luật này. Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về việc gia nhập vào hoạt động công đoàn của người lao động là người nước ngoài, việc gia nhập công đoàn của tổ chức người lao động tại doanh nghiệp, đảm bảo tổ chức bộ máy cán bộ công đoàn, đảm bảo cho cán bộ công đoàn. Nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn đối với dự thảo quy định việc đơn vị sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng, sa thải, buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác. Đối với cán bộ công đoàn không chuyên trách, nếu không có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Góp ý vào dự thảo luật, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, về phát triển đoàn viên công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở, khoảng 6 điều 19 trong dự thảo luật quy định, chính quyền địa phương, cả cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cả cấp và cả cơ quan nhà nước khác có liên quan, có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để cả cấp công đoàn thực hiện quyền, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở. Theo đại biểu, quy định như vậy chưa đảm bảo tính bao quát toàn diện khi đã bỏ qua trách nhiệm của người sử dụng lao động. Qua thực tiễn quan hệ lao động và ngay ở điều 3 về giải thích từ ngữ, rõ ràng người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình cá nhân có thuê mướn, tuyển dụng, sử dụng lao động và trả lương, tiền công theo quy định của pháp luật, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo mọi điều kiện để cả cấp công đoàn thực hiện quyền trách nhiệm được phân công. Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung chủ thể chịu trách nhiệm là người sử dụng lao động vào khoảng 6 của điều 19. Phát triển đoàn viên công đoàn, đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở ở điều 19 quy định như khoản 6, việc chịu trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để các cấp công đoàn thực hiện quyền, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, trách vận động người lao động gia nhập, thành lập công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở gồm chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan nhà nước khác có liên quan là chưa bao quát. Đồng thời đề nghị Công đoàn Việt Nam cùng hệ thống chính trị cần tiếp tục nghiên cứu giải pháp, biện pháp căn cơ, lâu dài để bảo đảm hoạt động và phát huy bản chất vai trò trách nhiệm của đoàn viên công đoàn trong kỷ nguyên mới. Cũng trong sáng nay, cả đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về các nội dung trên. Đoàn công tác Ban chỉ đạo Phòng không Nhân dân Trung ương do đồng chí Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng không Nhân dân Trung ương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác Phòng không Nhân dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham gia cùng đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Cục trưởng Cục Phòng quân Lục quân, Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dự và làm việc cùng đoàn có Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 4, đồng chí Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn đã trực tiếp báo đồng kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của một số đơn vị phòng không tại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thị xã Hương Trà. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao những kết quả trong triển khai thực hiện công tác phòng không nhân dân của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nổi bật là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh đã phát huy tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phòng không nhân dân một cách toàn diện, vững chắc, hiệu quả, thường xuyên chỉ đạo cả cấp các ngành xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến phòng không nhân dân đúng quy định, sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương.
Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong công tác phòng không nhân dân được triển khai một cách linh hoạt và hiệu quả. Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Trung tướng Phạm Trường Sơn đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng không nhân dân tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, xây dựng hệ thống phòng không nhân dân ngày càng vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức hoạt động công tác phòng không nhân dân. Xây dựng lực lượng phòng không nhân dân vững mạnh rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quý Phương đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10 tại trụ sở tiếp công dân. Buổi tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp, đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện xã, nơi có công dân đến kiến nghị đề xuất tại buổi tiếp công dân. Tại buổi tiếp, đã có nhiều ý kiến phản ánh đến lãnh đạo tỉnh về những vấn đề người dân quan tâm, phản ánh trong thời gian qua. Đa số các ý kiến đều liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó chủ yếu là xin cấp đất tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ đất tái định cư, xem xét hồ sơ tách thửa. Những ý kiến kiến nghị của công dân đã được đại diện các sở ban ngành và lãnh đạo tỉnh trực tiếp trả lời giải trình. Lãnh đạo tỉnh chia sẻ những khó khăn vướng mắc kiến nghị của người dân trong thời gian qua. Đối với từng vụ việc cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan và địa phương xem xét giải quyết trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành địa phương cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc tiếp công dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, văn bản trả lời cho người dân phải thể hiện rõ những căn cứ tính pháp lý khi giải quyết các kiến nghị, đồng thời phải có hướng dẫn cụ thể chi tiết những thủ tục tiếp theo trong quá trình giải quyết. Chính quyền cả cấp các ngành cần phải nâng cao vai trò trách nhiệm, bám sát cơ sở để giải quyết thấu tình đạt lý cho người dân. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên giáo trong 9 tháng qua và việc thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị. Hội nghị dưới sự chủ trì của trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng. Phát huy tính chủ động nhạy bén, từ đầu năm đến nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, tham mưu tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy xây dựng ban hành các chủ trương định hướng lớn về chính trị tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo gồm 36 văn bản. Đồng thời xây dựng kế hoạch và đôn đốc các địa phương đơn vị sơ kết tổng kết, triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, đảm bảo tiến độ chất lượng. Công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các hoạt động của công tác tuyên giáo cũng được tăng cường. Các nội dung kết luận 01 chuyên đề năm 2024 của tỉnh, quy định 144 của Bộ Chính trị về thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới cũng được Ban tuyên giáo tỉnh ủy tham mưu ban hành các kế hoạch và tổ chức tốt việc học tập quán triệt. Trên cơ sở đó, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ở cấp mình và chỉ đạo triển khai ở cấp cơ sở theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị, tính đặc thù của địa phương đơn vị, qua đó giúp cán bộ đảng viên nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện công tác chuyên môn, phát huy dân chủ, xây dựng sự đoàn kết thống nhất, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc Phan Công Mẫn gặp gỡ đối thoại với các hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Mô Tô Huế. Các hộ dân bị ảnh hưởng đã trình bày các phản ánh kiến nghị liên quan đến đơn giá bồi thường, chính sách hỗ trợ bố trí tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc và lãnh đạo các ngành chức năng địa phương giải thích các quy định có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Kim Long Mô Tô Huế để các hộ dân được rõ và chấp hành. Kim Long Mô Tô Huế là một trong những dự án lớn mang tầm chiến lược trong phát triển của tỉnh và huyện Phú Lộc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc Phan Công Mẫn đã thường xuyên gặp gỡ đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Sau khi nghe các ý kiến từ người dân, lãnh đạo huyện Phú Lộc, chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn của huyện đã giải thích và dẫn chứng bằng những hình ảnh minh họa, phân tích rõ từng trường hợp cụ thể đối với từng hộ dân để áp dụng theo cả quy định của nhà nước trong việc áp giá đền bù. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024, năng suất lúa cả năm của huyện Phú Lộc đạt 65,35 tạ một hecta, tăng 2,1 tạ một hecta so với cùng kỳ năm 2023. Các địa phương trong huyện thả nuôi 1.260 hecta các loại thủy sản, tổng sản lượng nuôi trồng cả năm ước đạt 3.395 tấn, bằng 100,9% so với cùng kỳ năm trước.
đội tàu khai thác thủy hải sản duy trì ổn định 4.493 chiếc, trong đó tàu xa bờ cỡ lớn 212 chiếc, sản lượng khai thác ước đạt 8.115 tấn. Về lâm nghiệp, trong năm đã khai thác và trồng lại 2.200 hecta rừng, giá trị thu nhập bình quân 70 triệu đồng mỗi hecta trong một chu kỳ. Đặc biệt, các địa phương đã trồng được 1.700 hecta rừng gỗ lớn, mỗi hecta cho giá trị thu hoạch hơn 250 triệu đồng trong một chu kỳ 7 năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp. Đến nay, toàn huyện Phú Lộc có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2025, ngành nông nghiệp huyện Phú Lộc phát triển theo hướng toàn diện, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng nông sản, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nông nghiệp, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn. Chuyển sang những tin tức khác. Dự báo đến năm 2025, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển thêm khoảng hơn 1 triệu mét vuông sàn với nhu cầu vốn khoảng 12.861 tỷ đồng và đến năm 2030 phát triển thêm khoảng hơn 950.000 mét vuông sàn với nhu cầu vốn khoảng 12.224 tỷ đồng. Tính đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận đầu tư cho 9 dự án nhà ở xã hội đã và đang triển khai xây dựng, trong đó có 4 dự án nhà ở xã hội độc lập đã hoàn thành trên diện tích 4,11 hectare đất với 1.773 căn hộ. Tất cả các dự án đã bán và bàn giao đưa vào sử dụng. 1.764 trên 1.773 căn hộ chỉ còn lại căn hộ thương mại của chủ đầu tư. Còn 2 dự án nhà ở xã hội độc lập đã được chấp thuận đầu tư giai đoạn 2020-2021. Hiện đã có 1 dự án nhà đầu tư từ chấm dứt hoạt động đầu tư, còn lại 1 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị với tổng diện tích đất là 3,18 hectare, tổng số căn hộ 1.200 căn, tổng diện tích sàn nhà ở 9.681 mét vuông. Có 3 dự án nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% tại các dự án thương mại, khu đô thị với tổng diện tích đất 6,36 hectare, tổng số căn hộ 2.758 căn, tổng diện tích sàn nhà ở 213.960 mét vuông. Hiện nay mới chỉ có 1 dự án đang triển khai xây dựng, các dự án còn lại đang giai đoạn chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục giao đất. Thừa Thiên Huế là địa phương dành nhiều sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Nhu cầu nhà ở xã hội của tỉnh đến năm 2030 cần khoảng 10.000 căn hộ. Vì vậy, nhiều khó khăn vướng mắc trong chính sách phát triển nhà ở xã hội vẫn đang tiếp tục được đề xuất thảo gỡ. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ bằng nghị lực và ý chí quyết tâm không cam chịu đói nghèo, cựu chiến binh Hồ Văn Sơn, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc đã cùng với gia đình vươn lên xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả. Sinh ra và lớn lên tại xã Dương Hoa, thị xã Hương Thủy, năm 1986, khi vừa tròn 18 tuổi, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai trẻ Hồ Văn Sơn lên đường nhập ngũ. Sau 3 năm công tác tại đảo Đá Đông và đảo Trường Sa Lớn, đến năm 1989 hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương xây dựng gia đình. Năm 2004, nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình hồ Tả Trạch, gia đình ông phải di dời từ xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy để định cư ở vùng biển Váng, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc. Đến nơi ở mới, gia đình làm lại từ đầu nên gặp không ít khó khăn. Nhưng với bản lĩnh của người lính, ông đã động viên vợ con cố gắng vượt qua khó khăn, quyết tâm lao động sản xuất. Qua nhiều năm, gia đình ông dần dần mở rộng diện tích đất, đồng thời không ngừng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây trồng vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất. Khó khăn ban đầu mà về đấy thì rừng đồi núi đấy là chúng tôi là phải làm bằng thủ công hết. Chứ không phải như bây giờ, nói chung lúc là khó khăn lắm nhưng mà phải chịu khó thôi. Chúng tôi là một người lính mà. Đã một người bộ đội về rồi thì mọi công việc đều làm được tốt hết. Một ngày không xong thì hai ngày không xong, ba ngày. Đến nay là sau quá trình 20 năm thì mọi cái khó năng đã qua. Thì cũng đang phấn đấu là tiếp. Thì tuổi bây giờ cũng lớn rồi nhưng mà phấn đấu những cái việc nhẹ hơn. Giống như bây giờ là làm vườn này, đấy. Rồi chăn nuôi, phục vụ cho kinh tế, về lâu về dài. Hiện nay gia đình ông Hồ Văn Sơn có 10 hecta rừng, trong đó có 7 hecta rừng keo, 2 hecta rừng trồng cây ăn quả như cam, bưởi da xanh, chuối, tiêu, cau. Ngoài ra vào thời điểm phong trào trồng rừng kinh tế ở Phú Lộc phát triển mạnh, nắm bắt nhu cầu của người trồng rừng, ông còn mạnh dạn đầu tư xây dựng 1 hecta vườn ươm cây giống. Hàng năm ông còn cung cấp hàng vàng cây giống cho các hộ trồng rừng. Mô hình kinh tế rừng của ông tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động và hàng chục lao động thời vụ trên địa bàn. Đồng chí về đây xây dựng một mô hình làm nên một cái vườn bằng công sức. Đây là một cựu chiến binh phát triển kinh tế là tương đối ổn định trong hội của chúng tôi.
bằng cái nỗ lực của cá nhân, của gia đình. Thì tại hiện nay là cơ hội đồng chí là có gần 10 hectare rừng, từ rừng hoang dại đồng chí đã cải tạo trồng được những giống cây để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó là vừa kết hợp chăn nuôi bò rồi gia súc. Ngoài cái công tác làm kinh tế vườn giỏi ra thì đồng chí Hồ Văn Sơn phải nói là một cái hội viên tích cực tham gia công tác hội. Đồng chí còn đảm nhiệm thêm cái chức là thôn đội trưởng đó, và cũng tạo được rất nhiều cái công ăn việc làm cho người địa phương. Cũng giống như là phải nói là chúng ta nói đến cái tư tưởng bản chất của anh bộ đội Cụ Hồ thì đồng chí là dù là về địa phương rất nhiều năm rồi, nhưng mà phải nói là những cái lời dạy của Bác Hồ, những cái lời dạy của quân đội, đồng chí vẫn đang thực hiện phải nói là rất tốt. Sự nỗ lực quyết không bỏ cuộc của ông đã được đền đáp xứng đáng. Sau hơn 20 năm sống trong rừng, gắn bó với rừng, đến nay thu nhập hàng năm của gia đình ông hàng trăm triệu đồng. Ông Hồ Văn Sơn được cả cấp khen thưởng nhiều bằng, giấy khen các loại. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, người lao động tìm hướng thoát nghèo bằng con đường đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động. Đây là một trong những hướng đi hiệu quả nhằm giảm nghèo cho người dân. Bởi việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động vừa tạo được việc làm cho thu nhập cao, góp phần giảm nghèo bền vững và cơ hội làm giàu cho nhiều lao động, đồng thời góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới tại thị xã Hương Thủy. Gia đình bà Võ Thị Quý, trú tại tổ 6, phường Thủy Châu, có hai người con hiện đang làm việc tại Nhật Bản theo hình thức làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ kết quả khả quan của người anh rể đã đi nước ngoài làm việc hơn 2 năm, con trai của bà Quý cũng quyết định đến Nhật Bản làm công việc xây dựng cách đây 1 năm. Bà Quý chia sẻ, xa nhà, công việc bận rộn, thế nhưng hai người con của bà vẫn rất phấn khởi khi không chỉ phụ giúp gia đình trang trải kinh tế, nhờ đi làm việc ở nước ngoài mà cả hai người con của bà có được công việc ổn định với nguồn thu nhập khá cao. Con rể đi trước thì làm ăn, đi làm thì về nói để cho em để con đi làm. Đi làm được thì để cố gắng để về làm để giúp để cho gia đình. Cũng có khó khăn, nhưng khó khăn đó vậy vẫn hẳn mà đi làm. Đi làm để kiếm tiền, để về, để giúp đỡ ba mẹ thôi. Còn đối với gia đình chị Nguyễn Thị Minh Quyên, cũng trú tại phường Thủy Châu, câu chuyện cô con gái Minh Kiên quyết định chọn đi làm việc tại Nhật Bản là quyết định được gia đình đồng tình ủng hộ. Tuy gia đình khó khăn, chi phí để làm hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài vẫn phải vay mượn. Thế nhưng chỉ sau hơn 1 năm làm việc tại Nhật, Minh Kiên đã trả gần hết sổ nợ và phụ giúp kinh tế cho gia đình. Để cả em đi và sau nữa để về giúp trong gia đình, ở mình đây làm được mà cầm 4 triệu thì cũng đủ thiếu chi. Suốt đời rồi khổ, để làm đi cho mẹ rồi rửa này, sau rồi vẫn cho mẹ già vậy là mẹ lớn tuổi rồi. Để về cứu vớt gia đình để công nợ cho gia chứ mà ở đây em cứ tháng 4 triệu thì đi 2-3 đám cưới vậy, đi lễ đi được thì cũng vì tiền xăng là cũng không đủ thiếu mà hết thì mẹ cứ cho em đi. Đi đi là cũng được 17 tháng, hơn 17 tháng. Thì nói chung lại cũng nợ trong nếu dụng dữ mà xó tiền mà để mà đi thì cũng là đủ mà trả. Con giống như trong nhà mà thiếu trước khúc xấu thì giống như em gửi về thì mình xảy sẽ bên đi đắp bên tê rửa. Nó chống lại thì cũng vừa hơi tạm đủ. Để có được tín hiệu vui từ hướng đi này, thời gian qua, thị xã Hương Thủy đã chỉ đạo phòng chuyên môn và các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc đi làm dài hạn tại cả công ty doanh nghiệp nước ngoài để người dân dễ dàng nắm bắt. Bên cạnh đó, thị xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền tư vấn giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên vì đây là lực lượng lao động trẻ có kiến thức, sức khỏe dễ tiếp cận với công việc đòi hỏi kỹ thuật cao. Ngoài ra, để người lao động yên tâm đăng ký đi xuất khẩu lao động, thị xã còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh xây dựng các chương trình về công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với đầy đủ các thông tin như thu nhập, hướng dẫn cho người lao động về thủ tục tuyển chọn, cho vay vốn, khám sức khỏe, hộ chiếu, dạy nghề, ngoại ngữ và giáo dục định hướng. Tăng cường tuyên truyền về các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng xấu về lao động để tránh bị mắc bẫy lao động chui. Với cách làm này, giai đoạn 2021-2024, thị xã Hương Thủy đã giải quyết việc làm cho 6.200 lao động. Trong đó có 718 lao động đã đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.
từ đầu năm 2024 đến nay đã mở 2 lớp tuyên truyền cho đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo. Sau khi tốt nghiệp xong là 2016 là em đã làm ở khu công nghiệp Phú Bài. Tuy là lương là cũng ổn định nhưng mà với thời điểm hiện tại thì mức thu nhập như vậy thì cũng xoay trải được. Nên em đã chọn xuất khẩu lao động Nhật Bản qua tư vấn của trung tâm Sakiko. Là em đã vào trung tâm học và em được đầu đơn hàng vi mạch điện tử đến thời điểm như chưa là 3 tháng. Và em cũng đang trong thời gian là tháng 10 để được xuất khẩu. Hàng năm thì chúng tôi cũng đã đưa khoảng 300 trên 300 người đi lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tại chủ yếu là tại thị trường Nhật Bản và các thị trường của châu Á. Đối với các cái chính sách hỗ trợ thì chúng tôi cũng đã làm việc với ngân hàng chính sách, và cái chính sách hỗ trợ thì 80 triệu đồng cho một bạn để đi có cái hợp đồng để đi lao động làm việc ở nước ngoài. Xác định đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một trong những hướng giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Cùng với công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thị xã Hương Thủy cũng tiếp tục đẩy mạnh lồng ghép các chương trình chính sách giảm nghèo với chương trình vay vốn tín dụng chính sách xã hội, trong đó ưu tiên các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài để phát triển kinh tế. Qua đó đã góp phần giúp người lao động trên địa bàn thị xã giảm nghèo nhanh, bền vững, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Dự kiến tháng 12 năm 2024 sẽ diễn ra kỳ thi tuyển dụng công chức đợt 2. Chỉ tiêu tuyển dụng là 25 chỉ tiêu vào làm việc tại các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế. Người dự tuyển sẽ thi 2 vòng. Vòng 1 gồm trắc nghiệm trên máy vi tính, bao gồm nội dung kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, quản lý hành chính nhà nước, công chức công vụ ngoại ngữ. Vòng 2 thi nghiệp vụ chuyên ngành kết hợp thi việc và phỏng vấn. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên, trong đó người dự tuyển phải dự thi đủ cả 2 bài thi việc và phỏng vấn và có kết quả đạt từ 50% trở lên điểm tối đa của mỗi bài thi. Kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên nếu có cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Để bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với xã Hương Hữu, huyện Nam Đông tổ chức bế giảng lớp truyền dạy nói lý, hạt lý năm 2024. Sau gần một tháng học tập, các học viên được nghệ nhân truyền đạt những giai điệu tiết tấu trong nói lý, hạt lý truyền thống của người Cơ Tu. Cái hay của nói lý, hạt lý là dùng một hình tượng để chỉ một sự việc, dùng những hình ảnh vĩ von độc đáo như con cá phải sống dưới nước, con voi phải ở trên rừng. Lớp học là dịp để học viên và bà con nhân dân tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để tuyên truyền sâu rộng đến người dân về bảo tồn, giữ gìn và phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa nghệ thuật bản sắc của đồng bào dân tộc Cơ Tu, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thưa quý vị, khi thời tiết thay đổi thất thường, đặc biệt thời điểm giao mùa sẽ là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus gây bệnh phát triển, trong đó có bệnh viêm màng não. Chỉ trong 2 tháng, riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận điều trị hơn 400 ca viêm màng não do virus. Vốn có tiền sử khỏe mạnh, khoảng một ngày trước khi vào viện, em bé xuất hiện đau đầu từng cơn bất thường, kèm theo nôn và sốt. Ngay trong đêm, gia đình đã đưa bé lên Bệnh viện Nhi Trung ương và được chỉ định nhập viện ngay lập tức. Khi đến đây khám thì bác sĩ cũng đã kiểm tra và thấy triệu chứng của cháu như vậy thì bác sĩ cũng đã chẩn đoán là cháu bị viêm màng não. Nhưng mà để kết quả chính xác hơn thì cháu phải đi lấy mẫu để xét nghiệm. Liên tục uống thuốc giảm đau đầu, hạ sốt nhưng tình trạng không thuyên giảm. Khi đưa bé vào viện, gia đình mới biết bé bị viêm màng não do virus. Thì cũng chỉ nghĩ là bạn ấy chỉ bị là cảm cúm hay là ho hắng gì đấy hay là gây nên thôi. Thì cũng định đi ra khám ở bác sĩ ngoài một tí thôi. Nhưng mà cuối cùng là bạn ấy kêu đau quá thì là lại phải vào trong viện. Chỉ trong 2 tuần, Trung tâm Bệnh nhiệt đới liên tiếp nhận trẻ nhập viện có triệu chứng sốt cao, lơ mơ, đau đầu, nôn nhiều.
Phần lớn trẻ được xét nghiệm dương tính với virus enterovirus, là một họ virus đường ruột gồm nhiều loại virus khác nhau và có thể gây bệnh thành dịch. Trong cái giai đoạn giao mùa ấy, khi thời tiết thay đổi á, thì khi mà các cháu đã đi học ở trường học thì cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao vì cái môi trường tiếp xúc nhiều mà. Cái viêm màng não virus thì chúng ta chẩn đoán thì chúng ta sẽ điều trị triệu chứng là chủ yếu, vì với cái căn nguyên thì trừ cái viêm màng não do HSV1 thì chúng ta có cái thuốc điều trị đặc hiệu, còn lại một số các loại virus khác như cái EV thì chúng ta cũng chưa thuốc đặc hiệu mà chúng ta điều trị triệu chứng là chính. Bộ Y tế cho biết bệnh viêm não virus là một tình trạng bệnh nguy hiểm do nhiều loại virus gây nên, thường gây tổn thương ở não, để lại di chứng thần kinh và tử vong cao. Ở trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thường bị bệnh nặng, có thể dẫn đến bại não. Viêm màng não do enterovirus chưa có thuốc đặc trị, đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Chính vì vậy, để phòng bệnh cho trẻ, cha mẹ và người chăm sóc cần hướng dẫn trẻ vệ sinh tay sạch với xà phòng trước khi ăn, sau khi ho, hắt xì, đi vệ sinh, thực hiện ăn chín uống sôi, sử dụng thực phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng. Miền Trung đang bước vào mùa mưa bão và việc ngư dân khai thác trên biển thường phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, bên cạnh sự chủ động thì ngư dân còn được các lực lượng chức năng thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền, trang bị kỹ năng xử lý tình huống thiên tai. Với kinh nghiệm nhiều năm bám biển, trước khi làm các thủ tục xuất bến, chủ tàu này thường kiểm tra thiết bị hàng hải và các thiết bị liên lạc xem có hoạt động ổn định hay không. Theo anh, đây là việc làm không thể thiếu, bởi vào thời điểm này trên biển thường xuyên xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới. Máy để dùng để liên lạc gì bờ nghe gió nghe bổ thì cũng đầy đủ, nói chung là đường nó có gió là ông bà biển là như cái này là biết thông tin là biết được hết. Tự vì là má mình bé má là phụ sáng đó, là lúc nào nó cũng có sáng á. Nhờ có gió là điện ra là mình biết thông tin, nhờ là có gió điện ra là biết thôi. Từ khi mà rơi cạn thì phải kiểm tra máy móc gì tàu, rồi trang thiết bị điện tử giống như giám sát hành trình, máy nhận tín, rồi nói chung là đủ tiền nghi, đủ an toàn bắt đầu mà chúng ta đi rơi biển. Sau đó rồi bắt đầu quay thời tiết gió bao nhiêu ngày, ngày nào tới, rồi mình đi hoạt động được bao nhiêu ngày đó. Để hạn chế rủi ro cho ngư dân, đồn biên phòng này đã triển khai thường xuyên công tác tuyên truyền, thông báo diễn biến thời tiết, nhất là các cơn bão trên biển để bà con nắm bắt. Trong quá trình làm các thủ tục xuất bến, bên cạnh công tác kiểm tra thiết bị an toàn, cán bộ chiến sĩ của đồn cũng yêu cầu ngư dân khi nghe thông tin bão áp thấp nhiệt đới phải khẩn trương di chuyển về bờ hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn. Trạm đã duy trì hệ thống thông tin liên lạc biển, yêu cầu các phương tiện khi sắp nhập biển thì duy trì hệ thống đó, khi có bão và có thiên tai trên biển thì duy trì tần số kêu gọi vào nơi trú tuyển an toàn. Đồng thời trong quá trình xuất nhập bến thì trạm sẽ duy trì quá trình quy trình kiểm tra giám sát, đảm bảo cả hệ thống áo phao này và hệ thống thông tin liên lạc để cho tàu xuất bến đi biển. Hàng năm vào mùa mưa bão vẫn còn không ít trường hợp tàu cá gặp nạn. Do đó, các lực lượng chức năng cũng khuyến cáo bà con tăng cường hoạt động theo tổ đội để kịp thời hỗ trợ nhau khi gặp rủi ro, sự cố trên biển. Cuối chương trình là phần tin tức thế giới. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cảnh báo về rủi ro nợ công tăng cao và kêu gọi các nhà hoạch định chính sách thực hiện những điều chỉnh thận trọng. Theo IMF, thâm hụt về nợ công toàn cầu hiện đã ở mức rất cao và vẫn đang tiếp tục tăng lên với nhiều rủi ro. Với tốc độ gia tăng như hiện nay, dự báo nợ công toàn cầu sẽ vượt 100.000 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và có thể lên mức tương đương 100% GDP toàn cầu vào cuối thập kỷ này, cao hơn cả thời kỳ đỉnh điểm đại dịch COVID-19. Khoảng 1/3 các quốc gia bao gồm các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Brazil, Italy, Nam Phi và Anh, vốn chiếm tới 70% GDP toàn cầu, sẽ chứng kiến mức tăng nợ công nhanh chóng. Tuy nhiên, IMF cũng lưu ý rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới Trung Quốc có đủ không gian chính sách để kiểm soát vấn đề này. Trước nguy cơ nợ công tăng nhanh hơn nhiều so với dự kiến, IMF cho rằng cần phải có những điều chỉnh tài chính lớn hơn để ổn định hoặc tiến tới giảm nợ. Đình chỉ tài chính này khuyến cáo các quốc gia cần nỗ lực hành động ngay, bởi càng trì hoãn sẽ càng gây tốn kém và có thêm nhiều rủi ro.
Sáng qua, theo giờ Việt Nam, tại hạt Maricopa thuộc thành phố Phoenix, bang Arizona, một trong 7 bang chiến địa tại Mỹ, công tác kiểm đếm các phiếu bầu sớm đã bắt đầu được tiến hành. Trong khi đó, thăm dò trước bầu cử vẫn cho thấy hai ứng cử viên tổng thống Mỹ vẫn đang bám đuổi sát sao khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử chính thức. Tại trung tâm bầu cử và kiểm đếm phiếu của hạt Maricopa, hàng chục nhân viên bầu cử đang xác minh chữ ký và chia tách các phiếu bầu từ trong bao thư. Toàn bộ quá trình này được phát trực tiếp để đảm bảo sự minh bạch. Những phiếu bầu sớm được kiểm đếm trước ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 sẽ được công bố ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, trong khi những phiếu bầu được chuyển đến đúng ngày bầu cử sẽ được công bố muộn hơn do còn phải chờ thời gian kiểm đếm và xác minh. Đây là những lá phiếu bầu sớm gửi qua đường bưu điện. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mỗi lá phiếu đều được đếm đầy đủ để cử tri có quyền thể hiện tiếng nói của mình thông qua lá phiếu này. Tỉnh trên toàn quốc đã có hơn 23 triệu cử tri bỏ phiếu sớm trong mùa bầu cử năm nay. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn bám đuổi sát sao trong các cuộc thăm dò trước bầu cử. Bà Harris hiện đang dẫn trước ông Trump 3 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò do Reuters IBSOS thực hiện, trong khi cuộc thăm dò do báo The New York Times và Đại học Sinera thực hiện lại cho thấy đảng Cộng hòa đang dẫn trước đảng Dân chủ trong cuộc đua vào thượng viện ở tại các bang Montana, Texas và Florida. Sau khi đổ bộ vào bờ biển phía đông của Philippines ngày 23 tháng 10, bão nhiệt đới Jami tiếp tục tấn công khu vực đông bắc của đảo chính Luzon, buộc cả trường học và cả cơ quan hành chính ở đây phải đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Philippines, bão Jami duy trì sức gió tối đa 95 km/h, giật trên 160 km/h, đang di chuyển về phía tây qua tỉnh Isabela hướng ra biển đông. Cơ quan này cảnh báo bão có thể gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở tại một số tỉnh miền Bắc. Cho đến nay, bão Jami được Philippines gọi là Christine đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 12 người ở thành phố Naga. Hàng nghìn người đã phải rời khỏi nhà cửa ở khu vực Bincon thuộc miền Trung do nước lũ đã dâng cao tới nóc nhà. Các trường học và cơ quan hành chính tiếp tục phải đóng cửa trong ngày thứ hai liên tiếp, trong khi Ngân hàng Trung ương Philippines tạm dừng các hoạt động trao đổi ngoại hối. Trung bình mỗi năm, Philippines ghi nhận khoảng 20 cơn bão nhiệt đới, thường dẫn tới mưa to và các vụ sạt lở gây nhiều thương vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ thông báo đã có 49 người Mỹ nhiễm khuẩn E. coli, trong đó có một trường hợp tử vong sau khi ăn hamburger của McDonald's. Theo thông báo của CDC Mỹ, các ca nhiễm khuẩn E. coli O157H7 được ghi nhận ở 10 bang, trong đó tập trung chủ yếu ở Colorado và Nebraska. Tất cả 49 người bị nhiễm khuẩn đều cho biết đã ăn hamburger Quarter Pounder của McDonald's. Theo CDC Mỹ, số người nhiễm khuẩn trên thực tế có thể cao hơn nhiều và phạm vi bùng phát dịch không chỉ giới hạn ở 10 bang được báo cáo. Các nhà điều tra hiện đang khẩn trương xác định thành phần cụ thể trong bánh bị nhiễm khuẩn, trong đó tập trung vào hành tây tươi thái mỏng và thịt bò tươi. Về phần mình, McDonald's cho biết đã tạm thời loại bỏ hành tây và thịt bò dùng cho bánh Quarter Pounder khỏi các cửa hàng ở những bang bị ảnh hưởng, cũng như đang làm việc với các nhà cung cấp để bổ sung nguồn cung. Còn bây giờ là thông tin thời tiết trong ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Thời tiết Thừa Thiên Huế mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, nhiệt độ dao động nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm 72 đến 96%. Thời tiết trên biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 4 cấp 5, sóng biển cao 0,75 đến 1,75 m.